này đưa đây này. À, đứa này nhiều hơn, đứa này nhiều hơn của chú anh chị này, để mình dở ra ha. Đó, hay không, hay ngồi không đó. Để cho miền Tây mến chào đến ông bà cô chú anh chị ngày mới ha. Thì hôm qua nên đêm hôm nên có túc ếch của chú anh chị, tại nên là túc cái trễ quá rồi cái nên đi hơi trễ á, nên cũng không có chia sẻ đến ông bà cô chú anh chị mình. Thì sáng cái bắt đầu giờ này thì cũng 5 giờ ngoài rồi, 5 giờ ngoài gần sáng rồi cô chú anh chị. Giờ nên vợ chồng lên chuẩn bị đi thăm ha. Tối thì hai vợ chồng lên ở khu vườn dừa của chú anh chị. Dừa không à, nguyên vườn luôn, ở khu vườn dừa đó. Đây, tối hai chồng lên dựng lều ngủ ở đây à. Đó, dựng lều ở dưới gốc dừa dựng lều ở dưới gốc dừa ngủ, nên thì đặt lo tuốt mì ở ngoài 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 dưới ruộng ngoài đó. Giờ sáng rồi, giờ 5 giờ ngoài hai chồng lên chuẩn bị đi cuốn cửa ngục của chú anh chị, hy vọng sẽ có lý. Sáng về giờ cỡ này có mùi sương cái lạnh nè, sáng ra cái hơi lạnh lạnh rồi. Giờ để nên dọn dẹp xong cái đầu cái nên lội ra tới cửa ngục, cái đầu nên sẽ chia sẻ tiếp đến ông bà cô chú anh chị mình ha, hy vọng bữa nay sẽ có lý. Đây. Cái đầu tiên sao nên không thấy gì vậy này? Tối chỗ này kêu cũng im lắm mà, kêu cũng được lắm mà. Không có con gì luôn rồi. Một con, hai con, ba bốn con gì đó. Hai con. Bốn con hả? Tại nó không nhảy ra biết sao giờ. Đuôi nó được 4 con, đuôi này mấy con đây nè, nên thấy kìa, 2 con lội kìa, đây nè, 3-4 con gì đó cô chú anh chị. Đó, giờ mới 3-4-4-5 con gì đó. 5 cục đây nè, con ếch bự kìa. Đó, con ếch bự nằm đó. Đó. Ô, 5-6 con gì lận vậy? À, 5-6 con gì lận đó. Tưởng nó không có, mày có không tưởng ha. Rồi, cái đầu tiên. Gì cũng được rồi. Vỏ này vô vỏ đi, vỏ nó vỏ lại. Ừ. Nó cũng im bộ. Ừ. Cái này không có cân ký ha. Đó nghe kêu ở đây cũng được lắm mà kêu không sung á. Để nên cuốn lại xếp lại của chúng về cái tiếp theo. Cái trong mấy bì giường này im quá, im mà cô chú anh chị, mà tối kêu nên nghe kêu yếu xìu, nó kêu gì nhiêu hết trơn. Cánh bên đây toàn là giường với gãy đâm cỏ rồi không đã, hết sức đã mà ngược lại kêu không bằng cánh ở bên kia. Cánh bên kia trống lỏng vậy mà kêu nhiều hơn. Mà đa số kêu giữa ruộng không thấy gì anh chàng. Rồi chết quất luôn rồi.
Lỡ được hai con hả? Đằng này không có một con luôn cô chú đi. Không có một con luôn. Ồ nước nhóc luôn này, không không muốn khô nước nha. Rút xuống mấy miếng lùng. Bữa nay người ta bơm cái nữa bình địa. Ờ không có con gì. Ờ không có con gì. Miếng này thấp hay gì, dồn nước vô miếng này quá trời. Này đây con cái này. Thấy gì không? Ai biết. Tối chỗ này kêu đưa thưa có vài con, không kêu kêu không thấy nhiều. Trời đừng con nhỏ. Rồi. Cái này thất thu nữa rồi. Ờ, cái này thất thu luôn của chú anh chị. Sáng bát rồi. Cái tiếp theo. Lặng có chút. Đầu lần. Tắt rồi, tắt ấy đi. Tắt rồi. Được hai con. Đoạn này được hai con. Chỗ này tối kêu cũng im lắm mà. Đằng này có lý hơn. Đằng này nó thấy đồng động nước nhiều nè. Có lý hết sức luôn, buộc ba con. Ba con là năm con. Ờ, khúc cánh như này tối kêu im lắm á, mà sao kỳ chứ không biết. Ba con, hai con, năm con. Sáng bét hả nè. Đâu nhái à? Cá, cá một đông à? Được cái lóc của cũng đỡ à. Chung bây giờ mùa này cái xe lạnh cái ếch cũng yếu, trúc cũng không được nhiều, không mạnh. Bữa kiếm vài ký, hai ba ký. Chứ không nhiều. Rồi xong. Nên như còn hai cái hay ba cái nữa gì đó. Nãy giờ mấy cái à? Ba cái, bốn cái rồi. Bốn cái gì là còn à. Nên còn ba cái nữa của chú anh chị. Cái tiếp nữa. Ghê. Mình thấy có kẹo phóng phóng rồi. Đó. Một con, hai con. Thấy hai con phóng rồi đó. Con. Hay có nhúc nhích nước là treo à. Từ xa đi lại. Nết nó nằm. Nước sâu. Phá 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 phá. Được vài con. Không nhiều. Này kêu im mà. Không nhiều. Vậy con, vậy con. Đu chín vậy con.
Lạnh à, sáng lạnh có sương. Giấc giấc sáng này tự nhiên cái đỡ sương ha, còn giấc khuya của chú anh chị cái giấc mà cỡ 11 12 giờ 2 3 giờ giấc đã sương nhiều. Ở gốc này được có 2 con vậy. Ừ. Được 2 con. 2 con ếch cũng bự quá, nhỏ lắm. Gấp gió thành bão. Gấp gió thành bão, cô chú anh chị. Nên còn 2 cái nữa. Úc đằng kia một cái, với đằng này một cái nữa, 2 cái. Cái tiếp theo của chú anh chị, cái thứ 6, đó kêu nhiều á, mà túc nó không vô mạnh. Cũng có nhảy kìa. Không biết nhiều ít thôi. Có nước á, nó lội. Rồi được 2 con, 3 con. Được 3 con. Hai con ếch vàng, ý có hai con ếch vàng, con ếch hay trắng trắng. 3 con. Ồ đằng này, ồ đằng này được nè. Này được. Đứa này nhiều hơn nè. À, đứa này nhiều hơn. Đứa này nhiều hơn của chú anh chị. Nè. Để mình dễ ra ha. Đó, hay không? Hay ngồi không? Đó. 2 4 6 7 con gì đó. Năm cục này nè. Ê. Giờ còn kêu à. Ừ, kêu mấy miếng này nè. À, tối nay xử tiếp. Cái cuối cùng của chú anh chị. Cái cuối cùng này nay anh thấy ít xịt nè. Chứ không nhiều. Con đầu ngọc có hả vậy? Mấy con, 2 con, 3 con, 4 con. Ở dưới đuôi nữa. Đó. 4 con. Ở cặp đường nước mà cặp đường nước có lứ dịch nữa kìa. Tối nên không thấy được. Nên đi căng, nên nghe ếch kêu chỗ nào nên căng chỗ đó không à. Ở đây có 2 con nè. Nè, được 2 con. Nào em gu. Được 2 con. Ít vậy. Trời ơi, bật ốc không hồn. Luôn ốc luôn. Cốc bỏ đi. Dắt bình giặt con này ngon quá ngon. Mà giặt con này không nghe kêu. Kêu yếu xìu. Ngay cái răng cái giường dừa này không có nghe kêu luôn của chú anh chị. Giường dừa này không có nghe kêu luôn nè. Với cái giường dừa trong. Giường dừa chỗ nên ngủ cũng không có nghe kêu luôn. Nó đâu có nước hết trơn. Mà không nghe kêu. Thằng lá kêu giạt nó ngoài gì không nè. Đó, kêu giạt mày giữa ruộng gì không nè. Nên nghe kêu chỗ nào nên đặt chỗ đó. Nên tốt gì mà còn không có nữa. Hết 2 giờ cũng kêu trễ lắm. Kêu trễ lắm. Tối nên đặt đâu lúc 11, 12 giờ. Hết kêu trễ dữ lắm luôn. Rồi, giờ để nên giác vô của chú chị dọ đó, giác vô trồng tới cái vườn dừa trong đó đó. Rồi chắc lên xe dọc về nhà thôi. Thì nay được nhiêu nè, được. Chừng 3 kg ếch rồi của chú chị, không nhiều đâu. 3 kg, hơn 3 kg. À, cũng cả nửa giỏ, gần nửa giỏ. Đó, được nhiều đó. Ít dừa dừa không à, có cũng có ít cái bự này, ít đực không. Giờ này có hù luôn rồi cô chú anh chị, hai chồng nên mới làm cơm ăn.
ớt thì sáng nên cần hết rồi. Này là cá, cá này nên đổ cứ ngục ha. Cá chắc con nghệ mà cá heo cũng đẹp con nghệ luôn. Cá heo cũng đẹp con nghệ luôn. Cá chạch lấu với cá heo. Cá chạch cơm, một con cá chạch cơm. Ừ, ba bốn con cá chạch cơm. Chạch lấu nhỏ nhỏ không à. Với hai ba con cá heo nhiều không? Bốn con. Này sáng bán ếch, cần ếch, nấu nồi thịt, mua miếng thịt về nấu canh đậu. Ủa sao không có gì vậy, có thịt với đậu không vậy? Chứ gì, cả đó nó hầm đậu mà. Với kho cá, cá này thì nên đổ cứ ngục, tại ăn cơm trễ, sáng về kéo đầu nên lê quay cái đi đặt chuột. Đi đặt gặp chuột xong về cái nên đi đổ cứ ngục rồi tới cho tới giờ này luôn. Giờ này mới làm cơm ăn, giờ này cũng gần 7 giờ rồi. Mới làm cơm ăn à. Nhìn hấp dẫn luôn chứ gì. Cá chạch, cá heo. Kho xả nghệ. Đặt cứ ngục giờ hết có rồi. Nên cuốn về luôn rồi. Mệt quá mệt mà không có gì hết trơn. Lúc này ít hết rồi. Lúc này hết cá. Hết nước cá. Hoàng nước cá. Lúc nước cá gì nhiều thì đặt cái ham luôn. Tôm đồ. Năm nay đặt tôm đã luôn ha. Cá heo à, nhớ bốn con à, nên mày à, ông bà cô chú anh chị dùng cơm với vợ chồng nên ha, mời mẹ dùng cơm cơm bà, cô chú, ông cơm tối ê không có nước mắm chắc không, cái đó được chấm gì đâu phộng mà chấm mà ba mẹ cơm thầm quá thịt nó mềm luôn, thịt nó mềm mà đậu phộng nó chưa có bùi. Chưa có bột nữa. Nhờ có hầm đậu phộng trước. Ừ. Ý là nấu đậu phộng trước. Quên lấy miếng thịt. Cái thịt lấu này làm gì không ta? Nướng bự á. Nướng trộn gọi với rau cầm cua hoặc là nếu ăn cũng nấu rồi nè mà để nước cơm vừa rồi. Nó dài hơn cái thịt kia không? Dài. Cái thịt dài ngon hả? Hai con hồ tiêu. Hai con nướng ngon. Mà cá heo nhiều. Cái nhỏ nhỏ. Này, thì video đến đây nên cũng xin tạm dừng. Nên cũng xin hẹn
ông bà cô chú anh chị mình lại video sau ha. Rồi nên chúc cả nhà xem video dễ, bye bye, chào cả nhà.